Chào tất cả các anh em nha. Đây em làm cái video lỗ của mày. Mẹ không lỗ cho không luôn. Máy 160 nha. Máy em không sai 160, lắp cái xe 7 tấn 8 tấn này. Cái mặt cho 1.000 người xem cho anh là bên kia lại chửi cho ông Vương Nam thì ông đi chạy đến mùi ông đi chửi gì đâu em đang này kênh trên cái kênh YouTube mà Vương Nam thì Vương Nam chú ruột em bảo là mua của thằng Hưng ông ấy chú ruột em đấy ông lên động cơ ông xấu ấy mua ông ấy nói là mắng mình sơ sơ anh thì phải anh bảo tôi có tiền chứ được không không bảo việc là tôi không mua nhìn nó không đẹp thì không mua bắt mua à máy còn zin nguyên bản từ An Z luôn nha anh em ạ. Con này không ưng thì có đi về. Nổ lại phát nữa đi. Mày kê mẹ cái ra tăng mua vào. Mày nổ đi. Treo này nó không có đổ đâu. Ôi treo mẹ lên. Bây giờ em sẽ nổ lại phát nữa cho cái đế này mà nổ. Cho thượng đế sao? Đây thượng đế Hà Lam đây. Thượng đế nghe lại lần nữa để thượng đế múc. Quý nhất cái tỉnh Hà Lam. Anh ơi, em công nhận là gái Hà Lam cả nhà. Và mấy con trường em đi toàn vừa rồi bọn đóng cho phim sách toàn bọn Hà Lam. Được chuyên. Ơ thì có mấy con đi theo cái thằng đéo gì con Mercedes G63 chẳng Hà Lam à. Như vậy. Em đây. Ở đâu chẳng có nhân viên. Không nhưng em học ở trường em nhiều con gái ở Hà Lam xinh. Hà Lam đẹp gái xinh. Xinh nào mà gái Nghệ An được. Không, Hà Lam thôi gái xinh. Trường em có mấy con sinh toàn là gái Hà Lam một. Đâu có nhân viên. Đây anh em xem nhá. Đây em sẽ lổ lại cho thượng đế để thượng đế con này là lắp lên xe 7 tấn 8 tấn nha anh em nhá anh em nào cần thì alo cho em máy còn gì từ An Z luôn đấy thôi xin chào tất cả các anh em hẹn gặp lại ở video tiếp theo 500 người xem nhé xin chào đâu em đã làm video đăng lên thôi chân thành cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của em. Xin chào.